Rồi hôm nay thì mình rỗi câu chim nó đang ấp nè. Câu chim nó đang ấp nè. Gần thứ con chim gì đây, chuyển lên sân ca đây. Nó ấp mùi thấy ghê chưa, sát bên mà ông ơi. Chim di chuyển lên các bác. Chắc chắn cái ổ tổ ba trứng kia là sơn ca rồi. Ổ này không biết nó có đẻ thêm cho mình không biết, để cho nó áp đi. Thôi mình đi đây.